Hello hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Yamaha Hương Quỳnh. Và hôm nay mình tiếp tục lên clip cho các bạn xem về những điểm mạnh của Yamaha Exciter 155 ABS 2024 hoàn toàn mới của năm nay. Có những cải tiến và nâng cấp gì, cùng mình tìm hiểu về dòng xe này nha. Đầu tiên về thiết kế ngoại hình, Yamaha đã thiết kế mới ở phần đầu đèn và phần mặt lạ như ở đây. Đây là phần mão đèn và hai tai mão sẽ được nhô cao hơn và có khe cắt chữ hình chữ V như thế này. Nhìn đẹp và khác hơn so với đời cũ. Về phần mặt lạ dưới sẽ thiết kế nhô và vồng lên trông cơ bắp hơn so với chiếc Exciter 155 của mẫu cũ. Và hai bên hông cũng được thu hẹp lại, không bị phình như mẫu cũ, nhìn tinh tế hơn và trông gọn gàng hơn rất nhiều so với bản Exciter 155 của phiên bản 2023. Hai là sự nâng cấp cần thiết và nhiều anh em quan tâm nhất là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Nay ở trên chiếc Exciter 155 của phiên bản 2024 hoàn toàn mới đã được trang bị ABS được gắn lên trên chiếc Exciter 155 là vô cùng quan trọng để gia tăng tính năng an toàn cho người cầm lái. ABS khi có và khi chúng ta sử dụng, ABS sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lực phanh và khi phanh gấp đi vào những cung đường như là đường ướt, đường trơn trượt, giúp hạn chế hiện tượng trơn trượt bánh nguy hiểm nhằm tăng sự ổn định cho xe. 3. Tiếp tục là phần nâng cấp của chiếc Exciter 155 ABS là về phần liên quan đến hệ thống phanh. Đĩa phanh đường kính này đã được tăng lên kích thước to hơn, được nhà sản xuất công bố là 267mm. Nhìn thôi đã thấy sự khác biệt so với mẫu cũ và bản thường rồi. Và bản thân đĩa phanh đã to hơn với việc cùng phanh là 2 piston. Việc đường kính của đĩa phanh to hơn giúp hãm được tốc độ tốt hơn nhiều so với mẫu cũ. Và về thẩm mỹ nhìn khách quan bề ngoài thì đã thấy đẹp hơn và cứng cáp hơn rất nhiều. 4. Tiếp tục là sự cải tiến về phần phục giảm sóc. Có rất nhiều các bạn đã thắc mắc ở vấn đề giảm sóc trước của Exciter 155. Nhưng nay thế Exciter 155 ABS hoàn toàn mới có cặp phục giảm sóc. Trước đã được trang bị cặp phục dài hơn, từ ống và lò xo bên trong đều sẽ dài hơn so với mẫu cũ. Điều này giúp cho việc giảm chấn tốt hơn cho người sử dụng lái chiếc xe Exciter 155 thế hệ mới này, một sự nâng cấp khá là đáng giá. Năm, khi Exciter 155 của phiên bản 2023 mẫu cũ, vị trí công tắc ở đây sẽ là công tắc tắt đèn. Nhưng nay ở trên chiếc Exciter 155 của phiên bản 2024 ABS hoàn toàn mới này sẽ được trang bị công tắc đèn cảnh báo khi bật. 4 đèn xi nhan cảnh báo đều bật. Điều này cũng báo hiệu được cho người quan sát khi đi đường, tham gia giao thông trên đường thấy được cảnh báo của xe mình đang chạy tới. Đó là 5 điểm mạnh cũng như là đáng giá nhất của mẫu Exciter 155 ABS 2024 hoàn toàn mới của năm nay. Xem xong clip này, các bạn đã biết những điểm mạnh và sự nâng cấp đáng giá của Exciter 155 ABS với mức giá hiện tại là 54 triệu cho phiên bản màu đen vành vàng và 55 triệu cho phiên bản màu giới hạn là màu Monster tại showroom Yamaha Hương Quỳnh bán ra. Nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn có thể qua địa chỉ bãi rẽ lộ Duyệt Tiên Dung Bắc Linh, qua shop là bên mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.